cắm hoa. Hôm nay mình chia sẻ với anh chị em và các bạn một mẫu hoa. Và mẫu hoa này là mẫu hoa đi theo cái tông màu đỏ ha. À, cũng như đây là một mẫu hoa rất là cơ bản luôn. Và mình tin rằng là những ai mà mới bắt đầu học cắm hoa hoặc là chưa biết cắm hoa thì sau khi mà xem cái phần hướng dẫn này của mình xong thì các bạn đều cắm hoa được luôn. Đó là cái mục tiêu của mình mong muốn. Và hôm nay với cái tông màu đỏ này các bạn có thể áp dụng vào Giáng sinh nè hoặc là lễ Tết rất là hay. Đó. À, cũng có những người Trung Hoa hoặc là những người có mạng hoa thì lại rất là thích cái màu đỏ. Đấy. Đầu tiên á, mình ở đây là mình sẽ cắm cây hoa hạnh phúc và mình sẽ lấy nó cao tương đương với lại là 2 phần. Mình sẽ cắm một cái dáng cây hạnh phúc này. Rồi cắm cái dáng ở đây. Bây giờ mình sẽ dùng cây hoa hạnh phúc tiếp theo cắm cho nó cái dáng ở đây. À, ở đây các bạn đã hình dung mình cắm chữ gì rồi đúng không? À, đó chính là chữ L. Sau khi mà mình cắm xong 2 bông hoa hạnh phúc, cái bông này nó sẽ là tương đương với lại là 1/3 của bông này. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng một cái bông hoa huyết môn nha. Đó, mình sẽ cắm một cái ở chính giữa ngay đây để mình làm tâm điểm cho cái bình hoa. Sau khi mà mình đã có một cái dạng L như thế này rồi và các bạn có thể đưa lá vô thôi thì nó đã là được bình hoa rồi. Tuy nhiên là bây giờ mình sẽ cho bình hoa của mình nó thêm phong phú thì lúc này mình bắt đầu mình cắm hoa thêm vào. Mình sẽ sử dụng đây là cây thiên môn. Mình cắm vào phần phía sau này các bạn. À, cho nó bám theo cái cây chính đầu tiên. Cho lá bám sát hoa. Những cái chỗ mà còn thưa còn lại mình sẽ đưa
lá thân khô rạn. Phía bên dưới này mình đang dùng một lớp lá dương xì pháp. Đây trên tay mình bây giờ đây là hoa lan, được gọi là lan ren red, rất là đẹp đúng không? Mình sẽ cho cái tông màu đỏ này nó nổi bật lên luôn. Mình sẽ cắm cho nó cặp heo đúng theo cái hướng mình chỉ là phía sau đó là mình sẽ sử dụng là lá mật quế để mà mình che sốt. Các bạn thấy không? Vậy là trên tay của mình đã có được một cái lẵng hoa hình chữ T, hình chữ L. Và với cái lẵng hoa này, với cái tông màu đỏ này rất là đẹp không? Thì mình có thể đặt được ở những cái dịp lễ Tết hoặc là những cái dịp mà gia đình mình có hỷ ha. Đó. Ở dịp Giáng sinh thì mình đặt cái bình hoa này cũng rất là đẹp. Và cách của mình cắm á, là đầu tiên là mình sẽ cắm một cái cây đầu tiên để mà mình cho cái chiều dài của nó bằng gấp đôi cái khay của mình, và cái bông ở cái phần bên này là nó sẽ bằng 1/3 của cái bông cao nhất đó, để nó chạy ra sẽ là rồi. Các bước còn lại là mình đều cắm nương theo cái bông các cái khung ban đầu mình đã tạo. Và ở bên cạnh đó thì là mình có sử dụng lá, ở đây mình đang sử dụng là lá thiên môn. Lá thiên môn khi mà đưa vào nó có một màu xanh kết hợp với màu đỏ, nó sẽ làm nổi bật được cái bình hoa cũng như là cái tính đẹp của cái bình hoa. Rồi đấy, ở phía dưới này mình dùng lá dương xì pháp này. Ở phía đằng sau á, mình che xốp là mình dùng những cái lá rẻ tiền thôi, ở đây là mình đang dùng lá mật quế 5.000 một bó. Rồi, trong quá trình mà các bạn thực hành, nếu như bạn có những cái gì chưa rõ, vui lòng comment phía bên dưới, mình sẽ trả lời các bạn một cách nhanh nhất có thể. Nếu các bạn thấy cái lẵng hoa này hãy nhấn like cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.